Xin chào quý vị khán giả đã đến với kênh của Nguyễn Thị Ngân Official. Hôm nay em đang có mặt tại phim trường Pixel số 1 Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp. Thì hôm nay là ngày quay hình thứ 3 của chương trình Thiên Đường Ẩm Thực quý vị khán giả. Đấy, hôm nay là ngày quay thứ 3 rồi, chỉ còn một ngày mai nữa thôi là sẽ quay xong đợt này 8 tập. Thì hôm nay cũng là 21 rồi, mai 22, ngày mốt là 23. 23 là đến là em sẽ cùng đoàn của anh Coleman tiến ra khu vực miền Trung để hỗ trợ cho bà con đồng bào ngoài đó. Thì nói chung bữa giờ cũng cũng có một số quý vị khán giả nhắn tin hỏi thăm em, rồi hỏi em là muốn chuyển tiền ủng hộ thì như thế nào. Thì thực ra thì giống như bữa anh Khương có chia sẻ trên clip của anh đó, thì có nghĩa là vì để cho thống nhất, cho nó dễ quy về một mối, cho nó dễ quý vị khán giả, thì em và tất cả các bạn khác ở trong kênh hệ thống YouTube của Điền Quân á, sẽ đưa cái số tài khoản, một là của bạn Nga bên anh Điền, hai là số tài khoản của anh Khương đó, thì mọi người sẽ trực tiếp gửi tiền ủng hộ vào đó. Mọi người sẽ ghi rõ thông tin của mình đó, tiền ủng hộ bao nhiêu đó để gửi vô cho tài khoản của anh, thì mình lúc mà mình tổng hợp lại mình sẽ dễ kiểm soát hơn và nó không có bị sót. Thì nói chung là em cũng có để thông tin hello, em có để cũng để thông tin ở trên. Hello mọi người, giới thiệu tên đi chứ, đã xuất thì phải chào mọi người tên gì chứ. Mình là Quân, mình là khách mời của ngày hôm nay. Các bạn nhớ đón xem nha. Rồi, bây giờ hôm nay đi vô sáng, mới sáng sớm chuẩn bị ca đầu, chưa có quay hình gì hết trơn á. Nhưng mà nói chung là thôi, mọi người vẫn, mặc dù em có nói như vậy nhưng mà vẫn có một vài quý vị khán giả hỏi là cái cách thức gửi hoặc là số tài khoản trực tiếp của anh Khương là bao nhiêu. Đó thì bây giờ em sẽ đi vô trong phim trường. Rồi có gì nếu mà được mình gặp mình hỏi trực tiếp, em sẽ nhờ anh Khương giải thích trực tiếp cho mọi người luôn ạ. Ok, đi trong đây. Biết anh Khương thì bữa giờ chân cũng đỡ đau rồi quý vị khán giả. Đây, sáng sớm vô là mới chỉ có ekip thôi. Mình đang chuẩn bị tất cả các khâu này, đạo cụ, rồi sân khấu, test âm thanh, ánh sáng, đèn, tất cả mọi thứ. Để khi nào mà nghệ sĩ họ vô, họ mất cấp, chuẩn bị xong là mình sẽ lên ghi hình. Thường thì ghi hình sẽ khoảng buổi sáng, sẽ rơi vào tầm 10-11 giờ buổi sáng. Một ngày sẽ quay 2 ca và sẽ thường là kết thúc khoảng vào 7-8 giờ tối nếu mà trễ. Còn bình thường sớm hơn thì có thể 6 giờ gì đó. Đây mọi người, cái phim trường này thì em đã quay khá là nhiều clip rồi nên mọi người đã thấy nó rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Dạ, rồi. Sao ấy chị? Xếp cái máy xong rồi ăn. Cái này hôm qua có một cái mình ấy bóng truyền á, dạ. Bóng truyền nước á. Dạ. Hôm qua mình bàn là ba người ấy riêng, nhưng mà hồi sáng chị Hồng có nói với chị là coi lại cái tập 2 nó cũng vui á. Ừ. Bây giờ là hai người đều đội đầu hả? Dạ, cái cũ là đầu. Của mình là hai người đều đội đầu hết. Xong rồi đi bây giờ như nè, hồi trước có hai người á, là kiểu là đứng một chỗ, xong rồi cái người chọi cọ bóng á, cứ chọi liên tục, rồi có thì tới cái chỗ cái thâu của mình đựng đúng không? Đúng rồi. Bây giờ em cho chơi kiểu vậy nè, kiểu như lần lượt á, nhiều người này chọi có bóng rồi mới đi, xong người kia mới lên. Chứ đừng để hai người ngồi không, nó phải có giống như là gọi là gì, truyền á. Rồi em hiểu rồi, có nghĩa là người đầu tiên phải lấy được thì người kia mới đi, người đó mang đi đổ thì người kia mới mang lên được. Mình vẫn có ba vị trí, một người chọi đây đúng không? Rồi. Đến xếp hàng á, người này đến người này thì người này có xong đi thì người này mới lên, cái kiểu đi vậy đó. Đi dạ. Chứ đừng có ngồi hết hai người ở đây rồi để chọi vô chúng ai rồi đi. Rồi, ok vậy em hiểu rồi. Chơi vậy đó. Ủa, chị anh Khương lên chưa chị? Chị không thấy. Thấy à? Anh Khương. À bên kia. Sáng sớm thì mình sẽ lên chất lại nội dung, chất lại đạo cụ, tất cả các thứ hiện đã. Anh Khương. Dạ không, ba chết, ba con chỉ chết người. Dạ. Chết bùm hả ba? Chết cái bùm. Này cho mình lên lái bùm luôn. Đâu có lái bùm sao ba? Này cầm đây. Đây hả? Lái trúng cái đèn nó tao thưởng mày tiền. Đâu. Cái đèn thôi. Cái này là nó điều khiển tự động hả ba? Tự động. Lấy cái này đúng không? Ừ. Thôi để coi chỉnh coi. À đây chỉnh đầu máy này đó. À. Ghê ha. Ghê không? Trời ơi, chuyên nghiệp. Ừ, có trái à, có phải. Con dơ cao lên cho trúng cái đèn coi, con tán qua cái đèn cái bóp cho ba cái. Thôi con nhường lại ba. Đụng mấy cái này dễ đền lắm. Giờ đi qua anh Khương nay yêu đời không dạ. Trên anh Khương đỡ đau rồi, thấy anh Khương có vẻ tươi tỉnh hơn. Em chào anh. Sao lúc nãy anh vui lắm mà em tới mặt anh buồn quá vậy?
Ồ, em nay đang quay bữa giờ cũng bữa quay đi. Ủa sao có cục thu vậy? Cục thu kiểu của em đang sạc pin rồi. Trời đất ơi. Tối ngủ quên mất tiêu. Toàn là cục thu là hết pin là để không có xài, không có thu để tự nó hết pin không à. Rồi tới người nào thu quay á thì không có pin. Không thiệt, mấy bữa là vậy đi. Mấy bữa bận quá nên đã không cái chân của Khương vừa quay. còn hơi đau nên phải nằm tĩnh dưỡng. lát vô bàn đạo diễn. Nay là đỡ hơn rồi mà đúng không anh? Đã rồi. Bữa em thấy anh bỏ cái kia ấy thuốc, hôm nay không, cái này là đâu có đổ thuốc được nữa, hay là anh bỏ vào trong? Này không có thuốc nữa, này bỏ cho nó ấy định lại, nó bớt rồi, à. Nó bị căng cơ mà mấy bữa nay quạt quần sọt đi không à? Nay anh Phương nhìn thoải mái, ghế nằm luôn. Cái gì vậy? Bữa lúc em quay clip, hôm em quay với anh em hỏi xin đi miền Trung á, xong cũng nhiều quý vị khán giả hỏi gửi tiền ủng hộ sao thì em cũng nói để giờ anh nói. anh chia sẻ lại cái tài khoản rồi cái cách thức gửi cho quý khán giả dễ thế. Dạ, thì hỏi kênh em hả? Dạ, cũng mọi người cũng vô hỏi quan tâm em nhiều không? Dạ, nhiều khán giả nói chung là trên kênh của anh thì mọi người biết rồi, mọi người thấy anh quay là cũng đã ủng hộ được rất là nhiều rồi. Qua nay bữa giờ là anh được hôm qua tổng kết là được chỉ tính ở chỗ bên chỗ sầu riêng với lại bên chỗ anh thôi á, ta chuyển khoản vô là được khoảng 750 á. Hôm qua nay nữa là chắc ngỡ anh nghĩ trong nội trong ngày hôm nay chắc lên tỷ, sáng giờ chắc lên tỷ rồi đó. Trời nhiều vậy luôn á. Nhiều đâu, nhiều cũng nhiều ít mà, còn bên Coloman nữa, bên anh Coloman chắc nhiều, anh nghĩ mà. Chắc anh Coloman chắc cũng nhiều á. Là cố gắng hy vọng là đợt này từ tiền của anh dành Coloman rồi của vận động công ty rồi mọi người tất cả quý mạnh quân hy vọng là sẽ được chừng 5 tỷ. Hy vọng vậy đó, không biết được không? Dạ. Còn chừng 5 tỷ thì mình sẽ công mình ra đi mình ừ thì có số tiền để mình phát được nhiều phần quà, cái thứ hai nữa mỗi phần quà nó có giá trị xíu. Nhưng mà anh nghĩ cấp thiết thôi. Chứ bây giờ cũng biết bao nhiêu cho đủ, những giúp cho họ qua cái ngặt. Rồi anh thấy nhiều anh chị nghệ sĩ cũng chung tay giúp đỡ, nói chung là bà con cô bác mình cũng rất là lúc nào cũng hướng về miền Trung. Nhưng mà anh nghĩ sau khi mà bão lụt đi qua thì chắc là khi mà nước nó rút xuống đó, thì mọi người sẽ cần hỗ trợ thêm nhiều về nhà ở này kia nữa. Thì tới đó thì bởi em thấy thì có, nói chung là cũng có nhiều đoàn hỗ trợ mà có cũng phát nhiều mì tôm này nọ rồi, nhưng mà thấy mọi người kêu thiếu, chủ yếu là giờ hiện tại thiếu nước với thuốc men nhiều, còn mì tôm thì cũng có. Thuốc thì thuốc cảm được hết ta, mấy cái thuốc chân mà hả? Chị ví dụ mình ở trong nước lâu ăn nó sẽ bị ghẻ rỡ mấy cái nấm chân nấm đúng rồi, mấy cái đó là em nghĩ chắc mình mang những cái đó thì nó sẽ thiết thực hơn nữa. Chứ mì thì em thấy tại vì em cũng hay theo dõi, em thấy mì ăn không khó lắm không? Dạ, với là nghĩ mua cái gì nhiều. Bánh đồ bánh gì ăn liền được á, gì mà nước được thôi. Nước cũng rất là thiếu nè. Để quý khán giả, đây là cái thông tin để quý khán giả có thể vừa xin phép ngồi nha. Dạ dạ, đây là cái thông tin là quý ông bà cô chú có thể gửi về cho vô cho Khương Dừa, để Khương Dừa với nó comment mang đi cứu trợ đồng bào miền Trung. Ở trong đó là có số tài khoản của Khương Dừa, một cái số tài khoản mới Khương Dừa mới cập nhật. Dạ. Với lại hoặc là gửi trực tiếp về địa chỉ 540 đường Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đây có số điện thoại của Băng Phương hoặc là số tài khoản của bạn Phương Nga. Hiện lát Khương Dừa sẽ copy cái dòng chữ tin nhắn này gửi cho bạn Ngân, rồi Ngân gắn vô phần giới thiệu với phần bình luận á. Dạ. Ghim vô đó. Dạ. Để mọi người biết. Thì nói chung là có nhiều bà con cô bác, có nhiều cô chú anh chị lớn tuổi, họ không có xem, không cập nhật được. Dạ. Không biết cách gửi, không gọi tôi, họ gọi hỏi tùm lum cho tội nghiệp đó. Dạ. Có người thì gửi người này gửi người kia, có người thì lên trực tiếp phương trường, có người lên công ty, có người gửi số, gửi người này kia, nói chung gửi nhiều nhánh lắm. Nói có khi có khi gửi cho em, có khi gửi cho Trang, có khi gửi cho Phương, gửi dạ, Tú. Đúng rồi. Cũng có mấy anh chị comment kêu gửi cho em. Có khi gửi cho
Bé Thảo bị nến, nhiều thấy anh quay clip ai nhiều khi không biết á. Nhưng mà thật sự ở trên đây, ở trong cái clip của anh là đều có gắn cái phần giới thiệu, trong phần giới thiệu là có gắn cái số tài khoản, thì mọi người cứ chuyển thẳng vô đó, hoặc là bà con cô bác gửi truyền trực tiếp gì thì có gửi theo cái địa chỉ là dễ rồi. Dạ, đúng rồi. Đó, nhiều khi ông bà cô chú không biết hỏi, ông bà cô chú cũng xác minh lại thông tin, nhưng mà giờ lừa gạt thì nó nhiều, nhưng mà hai cái thông tin đó anh cho chính xác rồi, quý ông bà cô chú cứ gửi vô đó. Dạ. Đó. Vậy là đúng là... số tài khoản, đúng tên người nhận là được. Trang y như vậy luôn á. Dạ. Với lại mình quy về một mối thì nó dễ kiểm soát hơn. Bên anh một nhánh, bên Colomen một nhánh. Ngày 20 thì anh Colomen sẽ bay ra Huế trước. Ngày 23 thì anh em mình đi. Nhưng mà anh chân này rồi anh có tính đi được không? Thì có ngoài em với Trương khiêng anh thay phiên khiêng anh chứ sao? Thôi, thấy ra anh lại. Dạ. Thì ra ngoài đi hỗ trợ anh Khương, hỗ trợ đồng bào. Ra ngoài để mình đi mình chung tay rồi mình thấy không, bà con cô bác thấy mình có hình ảnh ngoài thì bà con cô bác yên tâm để gửi tiền. Thì cũng đúng, thực ra là sự mọi người rất là mong anh Khương đi được. Cái công đi thì nó quan trọng. Nhưng tiền. Mà... Thế nên là hai ngày nay anh rất là ráng chịu khó nằm để ngày 23 anh có thể đi được. Ít vận động lại. Qua có mấy trận cầu đá banh đỉnh cao của mình mà không đá. Thì tính ra anh Công Vinh hỏi thăm anh chưa? Hả? Anh Công Vinh có hỏi thăm anh chưa? Công Vinh nó đang giận vợ anh rồi. Anh không có tâm trí để hỏi thăm anh. Nhưng mà anh thấy vợ anh làm chuyện tốt quá mà giận gì. Nói vui thôi chứ có người vợ vậy là cũng hôm qua là chị mới bay về luôn. Em thấy báo đài đưa tin là mới bay về dưới sân bay là fan đón về luôn. Nói chung là lúc nào trong thời loạn lạc lúc nào cũng có anh hùng nổi dậy xuất hiện. Em bữa nay là nữ anh hùng nha. Thì đó, thì anh hùng, nữ anh hùng cũng được. Thì anh hùng đó. Thôi mình thì coi như là nói chung là tất cả mọi người đều hướng về đồng bào miền Trung, mỗi người góp ít giúp theo mọi cách khác nhau. Thì quý anh chị nghệ sĩ cũng có giúp rồi, thì chính phủ nhà nước cũng có giúp rồi, mình thì những kiểu mình cũng có những quý ông bà cô chú cũng hay đi đồng hành với mình, thì giờ mình cũng đi giúp một phần, anh nghĩ là biết bao nhiêu cho đủ. Dạ. Mỗi người góp một ít là nó sẽ giúp được nhiều. Người góp ít. Nhưng mà chỉ người nhận được ít thôi. Dạ. Mà nhớ mà trong thời này mà có mấy người mà cũng rất là tỉnh táo mà nghĩ lường gạt quá hay á. Người ăn uống vậy sao ta? Người lấy ăn uống vậy được ăn được mấy bữa trời. Nói chung là có người này người kia. Không nghĩ cái đầu óc thôi nghĩ sao à. Bữa em cũng có coi lúc Thị Tiên cũng chia sẻ, cũng anh chặn lại tiền ủng hộ. Nói chung là coi thì cũng thấy bức xúc hả? Nhưng mà chúng là, cũng có tay có chân thì làm ăn trời. Làm nhiều thì ăn nhiều, làm ít thì ăn ít. Ăn chi nhiều mà không có tiền là ăn rồi đi lấy trời. Bữa giờ có nhiều tài khoản giả mạo anh với anh Colomen vô nhắn tin trực tiếp từng khán giả. Họ bình luận trong clip á. Nhắn từng người luôn hả? Thí dụ khán giả nào mà nhắn là tôi muốn giúp cho bé đó, hãy liên hệ cho tôi số điện thoại này, là bắt đầu nó add số điện thoại vô, nó nhắn, bắt đầu nó kết bạn. Em là Khương Dừa đây, chị chuyển thông tin vô số tài khoản này nha, tại vì em đang ngồi trong phim trường không nghe máy được. Không biết cũng biết ha. Đúng rồi, không đúng nghe rồi. Máy được cái người ta gọi lại cái không nghe máy được, em đang trong phim trường. Người ta đâu gửi, hôm qua có bà chị mới gửi cho anh. Mọi người cảnh giác, bởi vậy em cũng hay comment trên kênh của em là mọi người đừng có để số điện thoại ở trên, nó rất là nguy hiểm. Tại vì để số điện thoại cá nhân của mọi người trên đó là người ta sẽ vô, người ta kết bạn, người ta nói chuyện, người ta lừa liền. Nên là bữa có mấy người cũng kêu em cũng kêu muốn ủng hộ, nhưng mà em kêu là có gì nhắn riêng cho em đưa Facebook hoặc số cá nhân á, chứ mọi người để số điện thoại lại của mọi người là dễ bị gạt lắm. Thậm chí không để số điện thoại cũng vô kết bạn nhắn tin nữa. Bạn nhắn tin qua lại. Hay ghê, bạn Mỹ ghê luôn. Mà nhiều khi cũng dính một vài người mình không biết á. Nhiều khi hên dính người chuyển chừng 5 triệu, 10 triệu là cũng ngon rồi. Ngon rồi thôi mà. Rồi, bởi thôi hy vọng là nói chung là bớt những cái trường hợp như vậy chứ. Giờ đang thời cảnh khó khăn rồi còn lừa gạt nhau. Không thì đó phải có chuyện này chuyện kia, nhưng mà mình không nghĩ không nên có nhiều cách lừa lúc nào. Dạ. Lúc khó này ăn uống vậy rồi sao trời.
Thôi nói chung là đây hôm nay anh Khương đã chia sẻ cái thông tin số tài khoản, địa chỉ, có hai số tài khoản là của anh Khương và của một bạn là Phương Nga của bên anh Điền huyện Đạ, thì mọi người nếu mà muốn ủng hộ, dạ bên nào cũng được, quý vị đã có thể chuyển trực tiếp vô hai số tài khoản đó. Rồi cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ em lại đi chuẩn bị để hôm nay ghi hình ngày thứ ba của chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Rồi cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau ạ.